Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Tin Mới với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, sau khi mưa lớn kéo dài, Trung Quốc đã phải ra báo động đỏ trên 50 con sông tại miền Nam và miền Đông để sơ tán người dân cũng như giảm thiểu thiệt hại về người và của. Mới đây, tình hình thời tiết quái dị đã tấn công siêu đô thị của Trung Quốc với lượng mưa kỷ lục. Nắng nóng và lốc xoáy xảy ra ở siêu đô thị Quảng Châu khiến hàng triệu người phải sơ tán. Vừa qua, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu xanh sau khi dự báo 6 tỉnh miền Nam và Đông nước này gồm Phúc Kiến, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam và Tây Tạng tiếp tục xảy ra các trận mưa xối xả trong vòng 24 giờ tới. Trước đó, một đợt mưa lớn xuất hiện từ tuần trước đã khiến mực nước trên 33 con sông ở Quảng Tây vượt mức báo động. Một số nơi xảy ra hiện tượng lũ quét gây ngập lụt nghiêm trọng, có nơi ngập tới 1,7 mét vào tuần trước. Một trận sạt lở đất vừa cướp đi sinh mạng của 7 người và khiến một người mất tích ở thành phố Bắc Lưu tại đây. Trong khi đó, tỉnh Phúc Kiến cũng có 22 con sông vượt mức báo động tính đến sáng ngày 14 tháng 6. Gần 85.000 người đã phải sơ tán do lo ngại về an toàn. Ít nhất 3 người thiệt mạng sau khi một ngôi nhà bị sập ở thị trấn Huệ Nam, thành phố Tam Minh thuộc tỉnh này vào hôm thứ Ba. Một số địa phương ở tỉnh Quảng Đông cũng phải phát đi báo động đỏ về lũ lụt, trong đó mới nhất là khu vực trung tâm thành phố Quảng Châu của tỉnh này vừa phát đi báo động đỏ vào lúc 7 giờ sáng thứ Tư. Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, từ đêm thứ Tư đến thứ Sáu, miền Nam và Đông nước này lại tiếp tục hứng chịu thêm một đợt mưa lớn. Trong đó, từ 20 giờ ngày thứ Năm đến 20 giờ ngày thứ Sáu theo giờ địa phương, một số nơi xuất hiện mưa rất to với lượng mưa từ 100 đến 180mm. Từ những báo động đỏ, cảnh báo xanh, chính phủ Trung Quốc đang rất cố gắng để giảm thiểu thiệt hại của thiên tai, trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn gây ra những trận bùng phát nhỏ ở một số địa phương. Mong rằng với những nỗ lực phòng chống mưa lũ của chính phủ Trung Quốc, những người dân ở trong vùng chịu ảnh hưởng sẽ không bị thiệt hại nặng nề. Kính thưa quý vị khán giả, Trung Quốc là một trong những quốc gia đang phải hứng chịu những tác động khủng khiếp của biến đổi khí hậu. Trong khi miền Nam Trung Quốc vừa trải qua trận mưa lớn nhất trong 60 năm, thì miền Bắc nước này lại đang vật lộn với các đợt nắng nóng cháy da cháy thịt. Theo truyền thông Trung Quốc, ít nhất 7 tỉnh miền Nam chìm trong nước lũ và bị sạt lở đất nghiêm trọng. Một số video trên mạng xã hội cho thấy nước sông ở tỉnh Quý Châu làm ngập đường, cuốn trôi ô tô lẫn nhà cửa. Lượng mưa ở Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến đạt mức cao nhất từ năm 1961. Đến nay, ba địa phương này ghi nhận lượng mưa trung bình 621mm trong khoảng thời gian 46 ngày, bằng 90% lượng mưa trung bình cả nước cả năm nay. Giới chuyên gia thời tiết cho biết, điều kiện hiện tại tạo thuận lợi cho mưa bão lớn ở miền Nam và nắng nóng ở miền Bắc. Theo nhà phân tích Wang Weiyu của trang thời tiết Trung Quốc, không khí lạnh cùng không khí ẩm đang hội tụ và giằng co ở miền Nam. Mưa lớn được dự báo kéo dài đến hết ngày thứ Hai tới ở Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang và Quảng Tây, sau đó di chuyển lên phía Bắc. Mùa lũ thường kỳ của Trung Quốc thường rơi vào tháng này, nghiêm trọng nhất tại các khu vực nông nghiệp đông dân cư dọc sông Trường Giang cùng các phụ lưu, nhưng vài năm gần đây mưa lũ ngày càng trở nên dữ dội. Trung Quốc năm ngoái ghi nhận lượng mưa kỷ lục 672,1mm, cao hơn 6,7% so với bình thường. Hãng Tân Hoa Xã đưa tin ít nhất 1,1 triệu dân Giang Tây bị ảnh hưởng mưa lũ từ cuối tháng trước đến ngày thứ Bảy tuần này. 3.000 hecta đất canh tác nông nghiệp trên địa bàn tỉnh bị phá hoại. Đầu tháng này, mưa như chút nước ở miền Nam khiến ít nhất 32 người thiệt mạng. Hơn 2.700 ngôi nhà và 96.160 hecta đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất lúa gạo Hồ Nam bị phá hoại. Trái ngược với miền Nam, các tỉnh miền Bắc như Hà Nam, Sơn Đông, Hà Bắc đang phải chống chọi với cái nắng nóng khắc nghiệt. Nhiệt độ ở thành phố Trịnh Châu thuộc phủ tỉnh Hà Nam, nơi đơn vị sản xuất linh kiện iPhone Foxconn đặt một xưởng sản xuất đều vào khoảng 40 độ. Vài ngày gần đây, cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo nắng nóng sẽ kéo dài đến hết ngày thứ Hai, với trung tâm nắng nóng vẫn là Hà Nam, Sơn Đông, Hà Bắc. Cũng theo cơ quan này, nhiệt độ cao kéo dài như vậy vào tháng này ở khu vực là hiện tượng hiếm xảy ra. Lời nguyền lũ lụt Trung Quốc, Đại Hồng Thủy năm 1931. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đang phải trải qua những trận lũ khủng khiếp.
nguyên cả đồng ô tô bị cuốn đi như những chiếc lá mà ai cũng tiếc đứt ruột. Hàng chục thành phố trở thành vùng đất Atlantis và rất nhiều người phải chịu cảnh đói rét, không điện, không nước, không lương thực. Tình cảnh tồi tệ như ở miền Trung Việt Nam vào 2 năm trước. Nhiều người cho rằng Trung Quốc đang bị quả báo với cách ăn ở của họ. Tuy nhiên, chúng tôi thì lại cho rằng Trung Quốc đang dính phải một lời nguyền lũ lụt. Bởi trong quá khứ, Trung Quốc đã từng trải qua một trận đại hồng thủy đáng sợ nhất lịch sử loài người, ít nhất là tính từ công nguyên. Nếu bạn chưa từng nghe qua trận lũ lụt này thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé! Vào năm 1931, miền Trung Trung Quốc đã trải qua một trận lụt kinh hoàng, làm ngập một khu vực có diện tích bằng cả đất nước Việt Nam. Về nguyên nhân, theo các nhà nghiên cứu lịch sử, từ xa xưa người Trung Quốc đã phát triển nhanh các vùng đồng bằng màu mỡ là lưu vực của các con sông lớn như sông Dương Tử. Mặc dù đồng bằng màu mỡ rất thuận tiện cho cuộc sống, nhưng nó cũng mang đến một điều bất lợi, đó là ngập lụt là điều không thể tránh khỏi. Sau khi khai phá các đồng bằng phù sa, các đồng bằng nông nghiệp đã làm trầm trọng thêm nguy cơ ngập lụt tự nhiên bằng cách biến đổi cảnh quan, nạn phá rừng quá mức, cải tạo đất ngập nước và sự mở rộng của các mạng lưới đê sông đã biến những đợt lũ thường xuyên vốn là một đặc điểm không thể thiếu ở mức chấp nhận được thành những trận lụt hủy diệt. Bên cạnh đó, việc đắp những con đê lớn lại là một con dao hai lưỡi. Nếu con người đối xử tốt với những con đê này, nó sẽ giúp ngăn những cơn lũ nhỏ, bảo vệ hoa màu và điều hòa lượng nước trong nông nghiệp. Thế nhưng, vào thời kỳ của nhà Thanh và đầu thời kỳ Cộng Hòa thì người Trung Quốc đã không đối xử tốt với những con đê. Trong thời kỳ này, ngân sách mà đáng lẽ dành cho việc xây dựng và duy tu các con đê thì lại là bị tham nhũng đút vào túi riêng hoặc bị chuyển hướng cho chi tiêu quân sự. Chính hành động tham lam hay tàn nhẫn đánh nhau tranh giành quyền lực đã khiến những người dân phải gánh chịu một tai họa thảm khốc, đó chính là trận lụt năm 1931. Cụ thể là từ năm 1928 đến năm 1930, Trung Quốc đã trải qua một đợt hạn hán tồi tệ vì thiếu lượng mưa làm cho các con sông cạn nước và đất thì khô cằn. Mùa đông năm 1930 thì đặc biệt khắc nghiệt, để lại một lượng lớn băng tuyết ở các lưu vực thượng nguồn của các con sông. Lượng tuyết này đã tan chảy vào mùa xuân, kết hợp với những trận mưa lớn bất thường đã làm ngập các hồ chứa và dâng cao lượng nước ngầm. Đến mùa hè năm đó thì một sự kiện đặc biệt như kẻ nhấn nút bom nguyên tử hạt nhân đã được kích hoạt. Đó chính là việc bình thường thì lưu vực sông Dương Tử chỉ đón nhận 2 trận bão mỗi năm, nhưng riêng năm 1931 thì đã có tới 9 trận bão liên tục trong tháng 7. Điều đó kéo theo những cơn mưa vô cùng lớn, đổ xuống một lượng nước gấp 150% so với những năm trước đó trong đúng một tháng trời. Với sức mạnh của thiên nhiên thì con người chẳng là cái gì. Và với sức mạnh của dòng nước khổng lồ năm đó thì các con đê chỉ như bờ cát bé tí. Thảm họa bắt đầu xảy ra vào tối ngày 25 tháng 8 năm 1931. Nước qua kênh đào Grand đã thổi bay các con đê ở tỉnh An Huy. Ước tính có 200.000 người, bằng 2/3 dân số của một tỉnh ở Việt Nam, đang ngủ trong đêm đó, không bao giờ dậy nữa. Nước lũ tiếp tục dâng cao, nhấn chìm một vùng diện tích lên tới 300.000 km², tương đương với gần diện tích của cả Việt Nam đã chìm trong biển nước. Tiếp tục có thêm khoảng 150.000 người khác đã thiệt mạng trong giai đoạn đầu của trận lũ. Còn những người sống sót sau đó phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng sinh hoạt nghiêm trọng. Trận lụt đã cuốn trôi tất cả nông sản vừa thu hoạch được trong mùa hè đó và phá hủy một lượng lớn ngũ cốc dự trữ. Trước hết, phần lớn diện tích đất vẫn không thể canh tác cho đến mùa đông. Hệ quả dễ dàng nhìn thấy: nạn đói và suy dinh dưỡng hoành hành, tàn phá cuộc sống của người dân, bệnh tật xuất hiện ngày một nhiều và đe dọa sự sống của rất nhiều người. Thiếu hệ thống nước sạch và môi trường bẩn thỉu do sự thối rữa của các loài sinh vật đã khiến vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng, rất nhiều dịch bệnh tồi tệ đã xuất hiện. Chưa hết, trận lũ cũng cung cấp một môi trường sống hoàn hảo cho loài muỗi, làm bùng phát dịch bệnh sốt rét, khiến ít nhất 300.000 người nữa đã thiệt mạng. Bệnh sán máng cũng đã tăng đột biến. Tổng cộng các bệnh liên quan đến lũ lụt đã gây ra tới 70% số ca tử vong được báo cáo trong các gia đình nông thôn và 87% số ca tử vong trong các trại tị nạn. Theo báo cáo thì cho đến nay, 3,7 triệu người đã thiệt mạng trong trận lũ khủng khiếp này. Nó gấp tới 20 lần số người thiệt mạng khi Mỹ thả 2 quả bom xuống Nhật Bản. Trong đó, 1 triệu người đã bị nước cuốn trôi và nhấn chìm, còn 2,7 triệu người khác thì ra đi do dịch bệnh. Các nhà nghiên cứu đánh giá rằng, nếu các con đê được chăm sóc thường xuyên, được tu bổ và kiểm tra định kỳ, thì thảm họa có lẽ đã không xảy ra. Nhưng rất tiếc, nhiều ông quan đã quá tham lam khi rút tiền đút túi riêng.
Còn những người không tham nhũng thì họ lại có một mối quan tâm khác, đó là cuộc nội chiến. Cuối cùng thì cũng do chiến tranh và sự đấu đá, tranh giành quyền lực mà loài người tự tàn sát lẫn nhau, và bao giờ người dân nghèo cũng là người phải gánh chịu tổn thương nhiều nhất. Thực ra phần lớn người dân không cần quá giàu, họ chỉ cần một cuộc sống bình yên và một chính phủ giúp sức chăm lo cho người dân và sử dụng hợp lý những đồng tiền thuế mà họ đã nộp. Còn dù chỉ số GDP có cao đến mấy mà phần lớn dân vẫn nghèo, vẫn phải đu dây qua suối, còn con họ thì vẫn ở biệt phủ, vẫn cho con du học nước ngoài, thì đó không phải là điều mà người dân mong muốn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!